emang lagi cantik. Xin chào các anh em nhé. Hôm trước thì tôi có giới thiệu cho anh em về cái chế tạo bình xịt hơi cay, nhưng mà cái xịt đấy thì nó chỉ là đánh giáp lá cà thôi, nếu khi ở tầm gần. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái để mình có thể là xịt hơi cay đến tầm xa, thì cái khoảng cách từ 8 đến 10 mét là vẫn trúng được đối phương, để tránh cho đối phương cái kẻ thù chúng ta khi mà gặp sự cố thì nó tránh được nó đến gần chúng ta. Thì hôm nay tôi sẽ chế tạo cho anh em để cách đánh xa sử dụng bình xịt hơi cay tầm khoảng cách từ 8 đến 10 mét. Thì cũng giống như video hôm trước thì tôi có làm trong đây thì có ngâm ớt. Ớt thì tôi đã dùng dao rạch dọc nó ra rồi, xong rồi cho vào ngâm. Và đây là cồn 90 độ nha. Thì chúng ta nên mua sử dụng loại bình lớn, bỏ đây ngâm. Đấy, sau khi chúng ta cần trang bị thêm đó là súng bắn nước. Các bạn biết là nếu mà sử dụng loại các loại súng khác, súng điện thì ở đây là công an bắt, nhưng mà sử dụng súng nước thì chẳng bao giờ công an nó bắt cả. Để an toàn. Cầm đi chơi công an nói cái gì đây thì báo là cái này là súng bắn nước của trẻ con, nó chơi nó để như xe thế thôi. Đấy. Vừa an toàn, vừa rẻ mà công an lại không sờ gãy được. Thế thôi. Vừa rẻ mà lại vừa ngon. Tầm bắn hiệu quả rất là xa. Đây các em nhìn nha. Thấy không? Rất là xa đúng không? Tôi bắn ngồi này, bắn qua cái ngõ nhà tôi cơ mà, sang đến tận cái tường bên kia luôn. Thế khoảng cách như thế này thì quá là an toàn rồi, quá là ngon rồi. Như trường hợp xảy ra sự cố thì dùng bắn từ xa này cũng được. Tuy là nó hơi buồn cười một chút thôi, nhưng mà được cái là bảo đảm an toàn chúng ta hơn đó. Mà công an lại không bắt. Sử dụng súng nước này thì để súng nước thì công an hỏi, bảo là đồ trẻ con nó chơi để đấy như xe thôi, chẳng vấn đề gì, chẳng ảnh hưởng gì cả. Chúng ta sử dụng cồn 90 độ thì như thế nó bảo quản được cái nguyên liệu chúng ta tốt hơn. Tại vì là sử dụng cồn 90 độ thì khi chúng ta ngâm cái dược liệu chúng ta bỏ trong đấy thì thực tế ra nó là thực phẩm thôi, thì chúng ta có thể dùng ớt, dùng gừng, dùng tỏi ngâm như thế thì nó không bị nhớt. Chứ nếu mà các bạn mà bỏ mà ngâm bằng nước lọc ấy thì nó sẽ bị nhớt. Nhớt thì bỏ vào bắn trong súng thì nó sẽ bị tắc. Đấy, vậy nên là chúng ta sẽ dùng cồn, mà cồn thì nó tốt hơn, mà cái độ nhẹ của nó thì khi chúng ta bắn ra thì nó tốt hơn. Nên cảm ơn các anh em đã xem video nhé. Mình sẽ sáng chế nhiều những cái video về tự vệ, nó đơn giản thôi, những cái đơn giản nhất mà dễ nhất để cho anh em dễ làm. Cảm ơn các anh em nhé. Tuy rằng nó đơn giản nhưng mà rất là thú vị đấy, các anh em cứ thử đi là biết ngay. Thì cho mình xin, nếu mà thích thì cho mình xin một like nhé, và nhớ nhấn đăng ký để xem những video chế tạo đơn giản mà thân thuộc nhất. Cảm ơn các anh em nhé.